chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối TV. Xin chào các bạn. Rồi, hôm nay mấy đứa trèo đấy làm cái gì đây? Đi đổ bê tông. Đây là mình sẽ làm cuộc tay đi trộn bê tông nha các bạn nha. Rồi, xuống đây anh có thử thách dành cho mấy đứa rồi, không cần đi đổ bê tông đâu. Lâu rồi cả team chưa đi cắm trại đúng không? Vâng. Vừa rồi là anh có hỏi ý kiến của các bạn ở trên kênh, đó là thích team bọn mình làm thử thách gì thì các bạn đến 70% chọn là thử thách cắm trại. Đấy. Chính vì thế là hôm nay mình sẽ có một thử thách dành cho cả team Trẻ Trâu, đó chính là bốc thăm cắm trại trên lóc nhà. Yeah. Trời đất, lâu lắm rồi mình không cắm trại. Cuối cùng thì anh Thái cũng cho bọn mình cắm trại rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cắm trại theo phong cách bốc thăm. Đấy. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ có hai đội nhá. Wow. Giờ chia đội đi. Naruto, Sasuke. Lúc nào cũng là ba người này với hai người này. Bây giờ mình xin tự giới thiệu, mình sẽ thuộc team bên này. Đấy. Tại vì hôm nay cái thử thách đó chính là cắm trại nhiều tiền và cắm trại ít tiền đấy các bạn ạ. Anh mà về đội của hai thằng bọn mày ấy, chắc chắn là 5 sao rồi, không có nói nhiều, bây giờ đi bốc thăm nhá. Đúng rồi, anh Thái phải làm clip đa dạng lên, chứ không ngờ nấu ăn mãi các bạn không xem nữa đâu. Từ từ đã, phải bế rồi tôi đi tiêm, ra hết thuốc rồi. Nước dại chó, chó dại cắn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để chọn đồ nhá, có rất là nhiều đồ ở đây đúng không? Rồi, bây giờ là bốc thăm nhá. Thì anh sẽ cử hai thằng bọn mày bốc, anh tin tưởng bọn mày. Ok anh. Ok. Nhớ bốc vào tôm hùm nhá. Ok. Vâng. Bên này bốc chơi đấy. Đến bên này. Gì đấy? Ba chỉ bom mi. Dê cái gì? Có một miếng nó dê cái gì? Dê. Tôm hùm phải không? Không, bếp cồn. Nhớ bốc vào tôm hùm nha. Bên này. Cái gì đấy? Bánh tráng anh ơi. Này là cái gì đây? Là lều trại. Yeah, lều trại. Một yeah. Gì đây? Một tờ thôi em. Anh tin tưởng là cút. Ớt. Bây giờ đến bên này ai bốc đây? Em. Rồi. Chắc chắn em sẽ bốc vào tôm hùm. Tôm hùm. Vâng. Cháo. Ê, cháo là cái này tí lấy nhá. Vâng. Anh viết nhầm ấy, đáng nhẽ cái này là cái nồi nhưng mà mình lại ghi cái chảo các bạn ạ. Thôi được rồi. Bếp cồn anh ơi. Bếp cồn. Rồi bên này bốc. Món gì đây? Hành. Hành cho ào, ăn cúng luôn. Ừ, ăn ngon chứ. Chết rồi. Hành đây, có nhiều dùng nhiều. Bia cá ton. Thế bia cá tông thì có ở đây anh? Bia cá tông là để làm trại đấy. Bia cá tông đâu? Ở trong chuồng lợn. Bia cá tông đâu? Ở trong chuồng lợn. Ui, tại tớ rách rách tiếp rồi. Rau xà lách, nguyên túi luôn. Bên này bốc. Sao tay hôm nay bọn này thối thế, tàn bốc vào món ít tiền này. Sa tế. Bốn lọ luôn. Sao tôi kìa? Tao. Gì đây? Cà chua. Trời ơi, tay bọn này hôm nay bốc sao đây? Đúng rồi. Tôm hùm đi. Tôm hùm. Trời ơi, tôm hùm chắc rồi, bắt này chắc chắn rồi. Ôi ơi, mì tôm gì? Có chú tôm, cứ tưởng tôm hùm anh ạ. Rồi, mì tôm. Mì tôm. À, cũng mì tôm à, đấy cho cả thùng luôn. Ôi, yeah. Rồi, có một cái rồi. Đi bốc cho xem cái gì. Thế anh đã bỏ con tôm hùm. Đâu rồi, tôm đâu? Ôi. Đây, một con tôm hùm nha. Con này cho bọn em luôn anh Thái ơi. Không, con này để thẳng xong. What the hell? Các bạn ơi, anh Thái chuẩn bị hết đồ rồi. Còn mỗi bìa cắt tông, anh Thái không chuẩn bị. Bắt đầu mình đi vào chuồng lợn tìm bên này. À đây rồi, Tùng ơi. À đây. Thầy ơi. Không được mẹ. Sao tôi không? Nán giữ tô. Vật kệ. Dạ. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển lên trên mái nhà nhá, trên lóc nhà nhá, đi thôi. Bình tĩnh.
Nói chung là sướng. Mà không phải sướng các bạn ạ. Bọn mình tàn bốc vào đồ không ngon thôi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ dựng trại ở trên nóc nhà rất là phê các bạn ạ. Có thể nhảy đó luôn. Từ từ. Ok các bạn ơi, vì lý do là không bốc được tâm hồn nên bây giờ bọn nó cứ thế này thôi. Mà xin đi. Mà thôi. Bọn mình có trại xịn nên là bọn mình sẽ cắm trại xịn rất đơn giản thôi. Thì Dương ra đây em cắn nhọn. Thương giữ cái cây này để tao cắm. Ok. Mày bố ra. Cắm chạy rất nhanh hơn các bạn ạ. Bọn mình sẽ làm món tôm hùm luộc. Mì tôm hùm khủng lồ. Đúng vậy, bóc vào tôm hùm thì tất nhiên phải làm tôm mì tôm hùm rồi. Đã xong, bây giờ bọn mình sẽ đi nấu ăn. Cứ khi nào mà mình gia nhập chơi thử thách thì là mình lại đen các bạn ạ. Hôm nay được hai anh ấy bốc cho. Đây là một bát ớt à, ba gói mì tôm và tận bốn lọ sa tế, không biết để ăn cái gì đây. Mới một nồi to tướng này. Rồi bây giờ là bọn mình sẽ phải dựng trại bằng cái bìa cát tông. Bây giờ bốc vào bìa cát tông biết làm nào. Nó khô cái đây. Sao lại có gói màu khô trong này? Tìm đi đâu đây. Hay là của bọn mình nha, bọn mình bốc vào bò khô thì được bò khô. Ngon đấy. Chết như thế này. Đấy. Yeah, là chưa yeah. Thiết kế làm gì? Như tao đây này. Thoải mái, rộng rãi. Hay mà mày dạy tao à? Chưa tao làm nhà cho cả tem ở chứ. Anh thái tao như con trâu ấy. Sao không được? Tao chui vào đây. Bây giờ mình phải cắt ra. Bây giờ mình sẽ mang con tôm hùm này đi luộc. Luộc sống nó mới ngon. Không chúc nó chết, mất ngon các bạn ạ. Cái lỗ này không phải để lỡ con tôm rồi. Cái lỗ này chỉ lỡ tiếp thôi. Thế làm thế nào bây giờ? Đấy, vừa luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp gạch trong nhà nha. Không phải lạnh ít lắm các bạn ạ. Này các bạn ơi, có cả view núi nhá. Đấy. Lê, đấy, bây giờ mình sẽ lấy đồ ăn để gọn vào tủ lạnh của nhà mình nhá. Tủ lạnh nhà mình không có ngăn đông, không có ngăn mát các bạn nhá. Tủ lạnh nhà mình là chỉ từ thiên nhiên thôi, rất là to luôn các bạn ạ. Thoải mái để đồ. Ôi rồi, tủ lạnh không đóng cửa luôn các bạn ạ. Thôi bọn mình kệ đi, thôi vào nhà thôi. Ok, ngủ rất là ăn chơi này. Em còn em đi. Thôi nằm đây tao ngủ đây. Ôi Tùng, sao mày nằm như chó này? Tao bọn mình luộc khoảng 20 phút rồi. Mình sẽ vớt tôm ra rồi nấu mì nhá. Ok các bạn ơi, vậy là mình... Từ anh Thái. Hả? Vào nhà phải ấn chuông. Không phải quy tắc, nhà có chỗ đẻ đấy, con chó này. Ấn chuông. Tinh tinh. Gọi là cái lều bằng cái bìa cát tông nó khá là chật chội, có nhiều lỗ thủng. Không phải lỗ thủng đâu các bạn ơi. Đấy là các bạn chưa biết mà thôi. Đây là view cửa sổ của nhà mình đấy. Ngày xưa thì chưa có, giờ thì người ta làm đầy rồi. Bên này cũng có ạ. Đây là cửa nhá, cửa phòng. Như nó đấy. Các bạn nhìn view từ xa này đấy. Đóng cửa vào là hết. Mình chỉ đạo nó làm đấy các bạn ạ. Bây giờ là sẽ làm món mì tôm với bò ba chỉ Mỹ và ớt sa tế. Không biết vì sao đội bên kia lại lấy cái nồi to của mình các bạn ạ. Cho mình cái nồi này. Nhưng mà không sao, bọn mình là người lương thiện mà. Một cái lời mẹ đi trả tao. Ôi trời ơi, nước tiện, đánh lên, nước tiện. Ok các bạn ơi, mình đã sôi, bây giờ mình sẽ cho mì tôm vào để cho nó chín nha. Mình đã sôi nhỉ? À nhầm, nước chín. Ôi. Các bạn ơi, nước của bọn mình cũng đã sôi. Mình cũng sẽ cho tôm sa tế các bạn nha. Bọn mình đồ ít tiền nhưng mà vui đúng không Tùng? Quay lên. Đúng rồi. Wow, chúc cây các bạn ạ. Thương, nhấc tôm ra, tao cho mì vào.
Đấy các bạn nhìn thấy mì tôm ngôi sao bốn cánh chưa? Như con san hô này. Mình thuộc vào đội thưa thớt các bạn ạ. Cái gì cũng thưa. Mình thuộc đội thưa thớt các bạn nhá. Ô anh ơi. Phải có team có đội chứ anh. Đúng rồi. Nhưng mà vừa anh thấy bảo bóc vào một miếng ba chỉ bò Mỹ đâu rồi? Ở dưới anh ạ. Sao nó cay này? Cay quá. Ăn bữa cuốn này. Ba chỉ bò Mỹ anh ạ. Mình móc lấy một miếng ba chỉ bò Mỹ các bạn. Mình phải móc. Ba chỉ bò Mỹ đâu nhỉ? À đây rồi. Yeah. Yeah. Ok, mời các bạn nhá. Ô, các bạn ơi, mì tôm ngon lắm. Mì tôm. Được rồi. Bọn mình sẽ nấu xong hết rồi. Bây giờ bọn mình sẽ mở tiệc nhá. Đây, nhường em cái càng luôn. Em xin. Wow. Ngồi đông đảo đi em. Ngon đấy. Cắn đi. Thôi, ăn tôm hết đủ rồi. Chuyển sang ăn mì chúng mày đi. Bây giờ chúng mình sẽ dọn dẹp kết thúc buổi cắm trại ngày hôm nay các bạn ạ. Bọn mình hết cái ăn rồi các bạn ạ. Mà trên này lạnh lắm, mùa đông ấy. Chắc là không thử thách 24 giờ được đâu. Tại vì bốc thăm bọn mình không có nhiều đồ ăn nhỉ. Bọn mình sẽ kết thúc cái buổi cắm trại trên lóc nhà tại đây. Thì bọn mình thôi. Đâu rồi mấy đứa kia, dọn dẹp sang đây chào các bạn đi. Vâng. Nào, chờ đây. Nào, ngoài đầu ra. Ok các bạn ơi, vậy là cái nói chung là trải nghiệm cắm trại bằng bọn mình vào ít tiền nên là cắm trại bằng những cái bìa cắt tông này cũng rất là chắc chắn các bạn ạ. Đói, con nhau luôn. Các bạn nhớ like, chia sẻ video cho bọn mình nhé. Bye bye. Bye bye.